Tuần lễ không có thuyết giảng đến với quý đạo hữu, quý đạo hữu nào nhớ đưa tay lên coi. Dạ, thực sự ra trong cái thời gian an cư kiết hạ đó thưa quý đạo hữu, dạ, cho nên chúng tôi vẫn nhiều Phật sự trong cái mùa an cư kiết hạ năm nay. Do vậy mà rồi an cư chỗ này xong rồi lại an cư chỗ khác. Cho nên cái công việc giảng mỗi đêm thứ tư đã bị đình trệ lại mà không có được liên tục. Cho nên đó là một điều mà chúng tôi kính cáo lỗi cùng đến với toàn thể quý đạo hữu. Và trong cái tinh thần diễn giảng thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có thời gian giảng được liên tục thì đó là một cái điều tốt đẹp. Còn nhiều khi giảng một tuần lễ rồi nghỉ 2-3 tuần lễ, đó là một cái điều không có nên. Tuy nhiên vì những cái Phật sự cho nên kính mong quý đạo hữu và từ bi lượng thứ cho. Và bây giờ chúng tôi đi vào cái đề tài thuyết giảng tiếp của cái kỳ giảng trước, đó là thập đại bi ngữ, mà chúng tôi mới có giảng có 5 cái đại bi ngữ thôi, còn lại 5 cái đại bi ngữ sau. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, trong cái cuộc sống này, bất cứ một trú xứ nào, bất cứ một thời gian nào và con người nào cũng cần đến những cái lời nói mà ban cái niềm hạnh phúc đến cho kẻ khác, cũng như những cái lời nói mà mình cứu cái nỗi khổ của những kẻ khác. Bởi vì trong cuộc sống này, kính thưa quý đạo hữu, nói đến nỗi khổ dường như nó có mặt khắp mọi nơi, từ nơi tự thân của chúng ta đến với tự tâm của chúng ta. Và trong cái quốc độ mà chúng ta sống hay là ngoài cái quốc độ của chúng ta sống, dường như nỗi khổ luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu. Chính vì nỗi khổ luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu cho nên Đức Thế Tôn đã nói ra hai cái chữ, đó là cái chữ từ và cái chữ bi. Mà ở nơi đây, nếu mà không có cái lòng từ thì sẽ không có 10 cái thập ngữ cứu khổ này, tức là thập đại bi ngữ, 10 cái lời nói để cứu cái nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy ai mà sống trong cái thế gian này, dường như cái nỗi khổ lúc nào nó cũng hiện hữu ở trong ta và ở quanh ta. Dẫu biết rằng chúng ta nhìn trên phiến diện, nhìn trên cái mặt nổi của đời sống của con người thì chúng ta thấy rằng con người có cái sự bình an, con người có hạnh phúc, con người sáng thức dậy rồi làm việc buổi sáng của chính mình, xong đó rồi mình đi làm rồi lái xe về, buổi chiều có một cái sự xung họp trong đời sống của gia đình. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, chúng ta nhìn một cách đơn thuần đó là như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống dường như nó cũng không có như ý với chúng ta trong 24 tiếng đồng hồ. Mặc dù trong 24 tiếng đồng hồ đó, chúng ta thấy được rằng một người vợ dễ thương, một người chồng quý kính, một đàn con kháu khỉnh, một cái đời sống của xã hội yên bình, nhưng mà chúng ta đâu có biết được rằng tận cùng ở trong tâm thức của mình và chiều sâu
trong cái đời sống của xã hội, nó đã ẩn tàng bao nhiêu cái sự khổ đau ở trong đó. Sự khổ đau đó nó có, nó hiện hữu ở trong cái thế gian này là vì do cái lòng tham của con người nó hơi thái quá. Chứ nếu mà lòng tham của con người nó không có hơi thái quá thì quả thật được rằng chúng ta không có rơi vào trong những cái cuộc chiến để mà tàn hại lẫn nhau, chúng ta không rơi vào trong những cuộc khủng bố để chúng ta gặt hái những cái sự khổ đau trong cái đời sống hàng ngày của chính mình. Chính vì vậy đó mà trên cái con đường tu tập, Đức Thế Tôn luôn luôn lúc nào cũng giảng dạy rằng con người hãy cố gắng để vơi đi cái lòng tham, con người hãy nỗ lực tu tập để vơi đi cái lòng sân, con người hãy tinh tấn để dập tắt cái ý niệm si. Mà nếu tham sân si của chúng ta không có, hoặc là nếu chúng ta nhẹ bớt, chúng ta vơi đi, thì kính thưa quý đại hữu, quả thật rằng chúng ta có một cái lòng cứu cái nỗi khổ của tự thân của chúng ta giải trừ cái nỗi khổ của những người khác, và nói rộng ra đó là pháp giới chúng sinh. Con người đã có một nỗi khổ rồi, mà nói đến chúng sinh thì cái nỗi khổ đó lại càng triền miên hơn nữa. Kính thưa quý đại hữu, có những lần chúng tôi đi ngoài đường, hoặc là trong những giờ mà đi thiền hành ngang qua những cái trường hạ an cư, chúng ta đi thiền hành ở bên ngoài vườn, ở ngoài sân, chúng ta thấy những côn trùng, nó không hiểu vì lý do nào mà những côn trùng đó nó bị nằm ở trên cái con đường đi sàn xi măng, hoặc là có những con kiến, những cái ong mà nó đã bị con người đi đạp vỡ hình hài của nó, nằm ở bên lề đường hoặc là trên cái con đường đi đó. Và khi chúng ta nhìn thấy cái nỗi khổ giãy giụa của một con trùng, quả thật nếu mà con người có một cái sự suy tư, nếu mà con người có một cái lòng từ đến với tất cả những loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, thì mình có thể có một ý niệm rằng con trùng này nó nằm ở trên cái nền xi măng nóng, và nó đang uống cái thân của nó trường đi để nó tìm nơi cái ẩm ướt, tìm nơi tươi mát hơn. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, nó không có làm được, mà nó vẫn nằm ở tại chỗ đó, trên cái nền xi măng nóng đó. Thì nếu mà chúng ta là côn trùng thì chúng ta sẽ thấy được cái nỗi khổ hiện tại của côn trùng đó nó như thế nào. Đó là chúng tôi chỉ đưa ra một cái đơn thuần nhỏ của một con vật ấy thôi. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy một cách tổng quát bằng cái nhìn của một bậc thánh, từ cái nỗi khổ của con người, từ nỗi khổ của chư thiên, từ nỗi khổ của tất cả những loài sinh động vật ở trên mặt đất này, thì kính thưa quý đại hữu, cái nỗi khổ đó mà như cái tinh thần của đạo Phật là phải cứu cái nỗi khổ của con người, cứu của nỗi khổ của tất cả chúng sinh đó. Đây là cái lý tưởng tu tập của Bồ Tát Đạt. Dẫu biết rằng quý đạo hữu có thể nói rằng trời ơi, đạo Phật có mặt trên thế gian này gần 3.000 năm rồi, lúc nào cũng nói hai chữ từ bi là ban vui và cứu khổ. Nhưng mà đến giờ phút này, những nỗi khổ của con người đó, những nỗi khổ của chúng sinh nó vẫn còn tràn ngập ở trên mặt đất này. Vậy thì cái chữ từ bi đó nó có đi vào một cái đời sống của con người và chúng sinh thiết thực hay không? Kính thưa quý đạo hữu, đó là một tinh thần đề bạt trên cái con đường tu tập của một Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Nguyện. Dẫu biết rằng hai chữ từ bi luôn luôn lúc nào đạo Phật cũng được đề khởi và khuyến tấn con người trên cái tinh thần ban vui cứu khổ đó. Để chi? Để cho có những ai mà có cái tấm lòng thương yêu đến với tất cả vạn loài, hay là thương yêu nơi chính mình, thương yêu nơi cha mẹ của mình, thương yêu nơi bè bạn của mình, hay là thương yêu trong cái xã hội này. Và khi mà lòng thương yêu của mình đi song song với cái chữ bi là cứu cái nỗi khổ cho những người khác, cho những chúng sinh khác, là
tự thân của mình, tự tâm của mình đã vun quén được, đã tưới tẩm được, đã xây dựng được, đã trưởng thành được trong ý nghĩa của đạo Phật ngang qua hai chữ từ bi rồi. Dẫu biết rằng hai chữ từ bi đó có thể là chúng ta không cứu hết cái nỗi khổ của con người và chúng sinh, nhưng ít ra con người nào ý thức trên cái tinh thần tu tập thì tự thân con người đó đã tự ban vui và cứu khổ cho mình. Mà nếu một con người mà ý thức được hai chữ từ bi, ban vui cho mình và cứu khổ cho mình, hai con người ban vui và cứu khổ, ba con người, bốn con người và nhiều con người như thế đó, thì nó sẽ giảm thiểu đi cái nỗi khổ của cuộc đời, nó giảm thiểu đi cái con đường sinh tử luân hồi dài vô cùng tận đối với con người, đối với hai con người, đối với ba con người đó. Cho nên kính thưa quý đạo hữu, hai chữ từ bi ở nơi đây được đề bạt cho những con người nào có ý thức xây dựng đời mình và thăng tiến trên cái lòng ban vui và cứu khổ đó. Khi xưa chúng ta chưa hiểu đạo Phật bao nhiêu, chúng ta chưa có nghiên cứu hai chữ từ bi được bao nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta đi chùa, chúng ta đọc kinh sách, chúng ta nghe chư Tôn Đức giảng giải về ý nghĩa của hai chữ từ bi, và chúng ta thực hành theo cái giá trị của hai chữ từ bi đó, thì quả thật rằng thấy đời của mình được bình an hơn. Thấy đời của mình được bình an hơn. Sau năm cái đại bi ngữ này, chúng tôi sẽ trình bày về một cái đề tài tiếp theo mà nó có liên quan đến thập đại bi ngữ. Đó là năng lực tha thứ là chất xúc tác xây dựng hạnh phúc cho người. Đề tài này chúng tôi đã thuyết giảng qua các trường hạ vừa rồi. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng có một số quý đạo hữu chưa nghe cái đề tài này, cho nên nhân ở nơi đây một cái lời nói, 10 cái lời nói cứu cái nỗi khổ của con người và chúng sinh. Nỗi khổ đó có liên quan đến cái năng lực tha thứ là chất xúc tác để xây dựng hạnh phúc cho người. Kính thưa quý đạo hữu, cái lời nói thứ 6 cứu cái nỗi khổ chúng sinh đó là: thương thay chúng sinh thường bị si tối làm mê lầm, ta phải làm thế nào có đèn sáng cho họ soi thấy thành đạo Bồ Đề. Chúng sinh bị si tối mê lầm, mà khi nói đến hai chữ chúng sinh là vốn dĩ nó đã si tối và mê lầm rồi. Tại vì thưa quý đạo hữu, định nghĩa hai chữ chúng sinh có nghĩa là đa sinh tử. Chúng sinh có nghĩa là đa sinh tử, có nghĩa là nhiều sự sống và nhiều sự chết. Vì mê lầm si tối cho nên mới có nhiều sự sống và nhiều sự chết. Còn đối với các bậc thánh, họ minh, đối với các bậc thánh họ sáng suốt, đối với các bậc thánh họ chứng đắc được những cái tinh thần tu tập nơi tự thân của họ, nơi tự tâm của họ, cho nên họ không bị si mê và lầm lạc. Vì chúng sinh nhiều sự si mê, vì chúng sinh nhiều cái sự lầm lạc, cho nên từ chỗ đó mà một Bồ Tát dấn thân vào trong đời để cứu độ chúng sinh. Khi Bồ Tát đó thấy con người đó, thấy chúng sinh đó bị si tối, bị mê lầm, thì đó là bổn phận và trách nhiệm của vị Bồ Tát đó, phải cứu cái nỗi khổ si mê và lầm lạc của chúng sinh đó. Vì si mê và lầm lạc cho nên chúng sinh đó bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Mà kính thưa quý đạo hữu, từ vô lượng kiếp đến giờ phút này, chúng ta không biết trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu đời kiếp. Mà đây là kiếp thứ mấy? Chúng tôi nghĩ rằng vô lượng kiếp mà chúng ta không thể tính đếm được. Và cái nỗi khổ nhiều vô lượng từ trong quá khứ đến ngày hôm nay chúng ta làm được thân người, nhưng cái nỗi khổ đó nó vẫn chưa rời khỏi tự thân của chúng ta, mà nó luôn đeo đẳng tự thân của chúng ta đời này. Và nếu một ngày mai kia mà khi chúng ta xả bỏ báo thân, thì cái nỗi khổ đó nó vẫn tiếp tục đeo đẳng mình
đến cái đời sống trong tương lai. Mà nỗi khổ đó có thể là một nỗi khổ mà chúng ta phát sinh vào trong một thế giới không có an toàn, chúng ta phát sinh vào trong một cái thế giới không được thiện. Nếu mà kiếp này mà chúng ta không có lòng từ, nếu mà kiếp này chúng ta không có lòng bi để chúng ta tự chiêm nghiệm, kinh nghiệm, ý thức nỗi khổ của tự thân của mình trong đời này, thì không khéo đời sau chúng ta tiếp tục mang lấy, chuốc lấy, gánh lấy cái nỗi khổ đó nữa. Tại vì ngày hôm nay chúng ta chưa bước ra khỏi cái quỹ đạo của sự sống và sự chết, thì làm sao ngày mai kia mà chúng ta không có cưu mang và gánh lấy cái nỗi khổ của tự thân, gánh lấy cái nỗi khổ của tự tâm. Tại vì ngày hôm nay chúng ta đã tạo bao nhiêu cái nghiệp nhân, mà nghiệp nhân đó có thể là nghiệp nhân bất thiện. Mà nếu chúng ta tạo lấy một cái nghiệp nhân bất thiện thì chắc hẳn rằng trong đời sống tương lai chúng ta sẽ tiếp tục cưu mang, chuốc lấy và sống với cái bất thiện đó. Mà khi chúng ta chuốc lấy cái sống bất thiện đó là một nỗi khổ cho tự thân của mình. Do vậy, ngày hôm nay chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử, chúng ta phải ý thức được điều đó một cách rõ ràng. Để chi? Để ngày hôm nay chúng ta không tạo lấy một cái nhân khổ để ngày mai đưa đến một kết quả khổ. Quý đệ có bằng lòng với thầy không? Quý đệ có cố gắng thân không làm việc khổ, miệng không nói những lời khổ và ý không suy nghĩ những điều khổ. Mà thân không làm việc khổ, miệng không nói những lời khổ, ý không nghĩ đến những điều khổ, thì chắc hẳn rằng trong tương lai chúng ta sẽ không tiếp tục cưu mang gánh nặng cái nỗi khổ của đời này. Bởi vì đời này và đời trong tương lai nó sẽ gắn liền với nhau, mà nó không phải là xa lạ gì với nhau, hay là nó không có sự liên hệ gì với nhau. Đời sống của kiếp này sẽ liên hệ đến đời sống của kiếp tới. Cho nên trong cái tinh thần học hỏi giáo pháp của người nam nữ cư sĩ Phật tử, chúng ta muốn có một đời sống tương lai tốt đẹp, được bình an, được hạnh phúc. Nếu chúng ta chưa trở thành một bậc thánh thì chúng ta hãy nỗ lực làm các điều thiện của đời này, để đời sau chúng ta được quả lành, để đời sau chúng ta được cái quả thiện. Mà điều đó là một cái sự hẳn nhiên theo tinh thần nhân quả, nó không có cái gì phức tạp và nó cũng không có cái gì khó hiểu hết. Do vậy mà điều thứ sáu là thương thay chúng sinh thường bị suy tối mê lầm. Ta phải làm thế nào thắp ngọn đèn sáng cho họ soi thấy để họ tu tập và chứng đắc đạo Bồ Đề. Vậy thì Đức Thế Tôn thì hiện vào đời cách đây gần 3.000 năm, Đức Thế Tôn đã thắp lên ngọn đèn mà những con người của thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Cho đến ngày hôm nay, những người đệ tử xuất gia hoặc là tại gia của Đức Phật, họ đã cầm cái ngọn đèn chánh pháp đó, họ đã cầm cái ngọn đèn Phật pháp đó, họ nhờ cái ngọn đèn đó mà họ soi đường để họ đi. Mà nhờ cái ánh sáng của chánh pháp, nhờ cái ánh sáng của Phật pháp, nhờ ánh sáng của những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, mà những con người cầm cái ngọn đèn đó đi suốt cả một thời gian, một quá trình của một đời người, và những con người đó đã chứng đắc trở thành các bậc thánh như thập đại đệ tử của Đấng Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất, ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài A Nan, ngài Ca Chiên Diên, vân vân. Và những người mà cầm cái ngọn đèn chánh pháp đó, nhờ cái ánh sáng của ngọn đèn đó soi rọi, mà trên quê hương Việt Nam của chúng ta cũng có bao nhiêu các vị thiền sư, các bậc thánh, mà những vị thiền sư, các bậc thánh tiêu biểu như Bồ Tát Thích Quảng Đức,
như thiền sư Vạn Hạnh, như Chân Nguyên thiền sư, Vô Ngôn thiền sư, Văn Văn Nguyên Thiệu thiền sư, và những ngày gần tháng đây như Đức Đệ Tam Tăng Thống, Đức Đệ Nhị Tăng Thống, Đức Đệ Nhất Tăng Thống, Đức Đệ Tứ Tăng Thống, và những người còn đang sống ở trong thế gian xã hội này, đó là các bậc Bổn Sư, Ân Sư, Giáo Thọ Sư, mà đã từng vun quén tưới tẩm cho cái đời sống thanh lương của các bậc đạo sư đó, để làm ngọn đèn soi rọi cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử, nương nơi cái uy đức đó, nương nơi ánh sáng của ngọn đèn đó mà đi trên cái con đường được bình an và hạnh phúc đối với một cái đời sống của xã hội. Cho nên Đức Thế Tôn đã soi rọi, Đức Thế Tôn đã thắp cái ngọn đèn để cho chúng ta đi và tu tập để chứng đắc đạo Bồ Đề. Và chúng ta còn nhớ những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn là: các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nếu không có cái ngọn đuốc đó, mà ngọn đuốc đó là ngọn đuốc của chánh pháp đấy nha, ngọn đuốc đó là ngọn đuốc của những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, ngọn đuốc đó là ngọn đuốc có khả năng soi rọi suốt cả một đời mình, hay đời này qua đời nọ và đời nọ qua đời kia, để chúng ta không bị si mê, chúng ta không bị lầm lạc. Mà đã nói đến con người và chúng sinh trong cái cõi sa bà này là luôn luôn lúc nào, không phải là luôn luôn lúc nào, mà đa phần là bị si mê và lầm lạc. Từ chỗ đó Đức Thế Tôn thấy sự si mê và lầm lạc của con người. Sự si mê lầm lạc đó là đáng lý ra là vào tối mỗi ngày thứ tư 8 giờ rưỡi theo giờ của Cali, mình có thời gian rảnh rỗi, thôi đi lên trên online để nghe thầy nói những lời Phật pháp cho nghe cho vui, để cùng chia sẻ cái tinh thần tu học. Nhưng mà rồi nhiều khi chúng ta có thời gian, nhưng mà rồi chúng ta cũng không dành thì giờ để nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Hay là bất cứ một thời gian nào chúng ta có thời gian rảnh rỗi mà chúng ta cũng không có ngồi thiền, chúng ta cũng không có niệm Phật, chúng ta cũng không có tụng kinh. Mà thưa quý đạo hữu, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, đó là cái nhân để tạo thành, xây dựng, nuôi cái ánh sáng trên cái con đường tối tăm, si mê, lầm lạc của chúng sinh đó, của chúng ta đó. Mà nếu trong 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta luôn có cái ngọn đèn soi sáng để chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi, chúng ta làm những cái công việc hàng ngày được cái ánh sáng của ngọn đèn đó soi rọi, thì quả thật rằng chúng ta sẽ làm đúng, chúng ta sẽ nói đúng và chúng ta sẽ suy nghĩ đúng. Cho nên lời nói thứ 6 là con người si mê lầm lạc, ta phải làm như thế nào, tức là Như Lai phải làm như thế nào, Bồ Tát phải làm như thế nào, các vị thiện hữu tri thức phải làm như thế nào để có một cái ngọn đèn mà soi rọi cho chúng sinh không còn bị suy tối, không còn bị lầm lạc. Từ chỗ đó chúng ta hãy soi rọi lại cho chính bản thân của mình. Bây giờ chúng ta đừng nói rằng chúng ta làm một cái ngọn đèn hay soi rọi cho tất cả mọi chúng sinh thấy đường để mà đi, thấy đường để mà tu tập, hiểu được tinh thần giáo pháp để giảm thiểu đi sự khổ đau. Mà chúng ta có ngọn đèn đó, mình soi rọi cho lòng của mình được an vui, thực hành theo những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, để rồi đời mình được thăng hoa trong cái đời sống bình an và thánh thiện trước tiên, rồi sau đó chúng ta trên cái con đường tu có thể cứu vớt con người, có thể cứu vớt chúng sinh. Điều mà chúng ta thường thấy được rằng, thường nghe được rằng là khi mà bị si mê làm cho lầm lạc, suy tối làm cho mê lầm, bởi vì do vô minh mà mê lầm, không học hỏi Phật pháp, không tĩnh tâm tu tập, không chánh niệm tỉnh giác. Mê lầm là thấy sợi dây lầm là con rắn, vậy luôn tỉnh thức để
để khỏi mê lầm. Chúng ta phải làm như thế nào để luôn được tỉnh thức? Chúng ta luôn được tỉnh thức là chúng ta sống với cái thật với lòng mình. Chúng ta luôn sống với cái tỉnh giác với lòng mình, mà chúng ta không có bị lầm lạc, chúng ta không có bị chi phối bởi hình danh sắc tướng ở bên ngoài, để tâm của chúng ta bị cuốn phan theo trần cảnh. Chúng ta phải gìn giữ cái tâm của mình luôn trong sáng. Mà như cái văn học thiền, khi mà đề khởi lên một công án, ví dụ như cái công án của một vị thiền sư cho một vị thiền sinh tham khảo cái công án đó, như là một cái công án là con chó có Phật tánh hay không. Và cái vị thiền sinh đó phải luôn luôn đề khởi công án đó trước mặt là con chó đó, con chó có Phật tánh hay không. Và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái công án là con chó có Phật tánh hay không, mà không có bao giờ quên cái công án là con chó có Phật tánh hay không. Từ chỗ đó cái tâm thức của mình luôn duyên với cái công án con chó có Phật tánh hay không. Để rồi cho đến một ngày nào đó, cái sự tham khảo công án của thiền sinh đó, nó đến một giai đoạn chín mùi, khi mà thấu triệt được cái lý, cái đạo, cái tinh yếu của cái công án đó, thì vị thiền sinh đó vỡ lẽ ra, và vị thiền sinh đó sẽ được Satori, tức là được ngộ, ngộ theo tinh thần của thiền, chứ không phải là ngộ là thành Phật. Cũng như người ta, các vị thiền sư đưa ra một công án là tiếng vỗ của một bàn tay, cái âm thanh của một bàn tay. Và có bao giờ quý đạo hữu nghe được cái âm thanh của một bàn tay chưa? Chưa. Có một số quý đạo hữu đang nghe và quý đạo hữu đang lắc đầu, thầy thấy quý đạo hữu đang lắc đầu đó. Thường thường theo thế thường người ta nói rằng tiếng vỗ của hai bàn tay, đúng không? Hai bàn tay nó mới tạo nên âm thanh. Nhưng đối với văn học thiền, đối với tu tập của thiền, thì lại nói ngược đi, lại nói khác đi, là âm thanh của một bàn tay hay tiếng vỗ của một bàn tay. Mà từ trước đến giờ có bao giờ quý đạo hữu vỗ một bàn tay chưa? Chưa. Phải vỗ hai bàn tay thì nó mới tạo nên âm thanh. Nhưng bây giờ một cái công án là tiếng vỗ của một bàn tay hay là âm thanh của một bàn tay, từ chỗ đó vị thiền sinh đề khởi cái công án là tiếng vỗ của một bàn tay. Và cho đến một ngày nào đó, quả nhiên ngộ được cái công án tiếng vỗ của một bàn tay, thì thiền sinh đó sẽ ngộ được cái công án đó. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập, chúng ta phải giữ tâm của mình tỉnh giác. Và bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu rằng mình tỉnh giác cẩn trọng như con gà ấp trứng. Mình tỉnh giác và cẩn trọng như con mèo rình để bắt chuột. Khi mà con mèo nó rình nó bắt chuột, thưa quý đạo hữu, dường như tự thân và tự tâm của con mèo đó là nó chú mục vào trong cái mục đích để nó bắt chuột. Khi mà con gà mẹ mà nó ấp 10 cái trứng ha, là nó luôn luôn nó chú mục, nó để tâm. Khi mà nó nằm ở trên 10 cái trứng ở trong cái ổ gà đó, nó xè hai cái cánh nó như thế nào, cái đuôi nó như thế nào, cái chân nó như thế nào, để nó làm cho 10 cái trứng đó có đủ hơi ấm. Và sau một tuần lễ 10 ngày, những con gà con ở trong cái trứng đó, nó sẽ tự mổ cái trứng và nó chui ra khỏi cái trứng. Nếu mà con gà mẹ không có chú mục, con gà mẹ mà không cẩn trọng, con gà mẹ mà không chú tâm, thì những cái trứng nó lan ra ở bên ngoài, nó sẽ không có hơi ấm của con gà mẹ, và cái trứng đó nó sẽ bị hư mà nó không nở thành con gà con. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập của mình phải chú mục, mình phải tinh cần, mình phải tỉnh giác như là con gà mẹ ấp trứng vậy đó, thưa quý đạo hữu. Nhưng nói như thế đó chỉ là đưa ra một cái ví dụ để chúng ta hành xử khi mà chúng ta đi, khi mà chúng ta đứng, khi chúng ta nằm, khi chúng ta ngồi, trên cái tinh thần tu tập của chúng ta.
như khi chúng ta ngồi thiền là chúng ta không nghiêng qua bên phải, chúng ta không nghiêng qua bên trái, chúng ta không có buồn ngủ, chúng ta không bị hôn trầm. Mà chính vì chúng ta không buồn ngủ, chúng ta không hôn trầm, chúng ta không nghiêng qua bên trái, không nghiêng qua bên phải, là vì tâm của chúng ta đã được định tĩnh, tâm của chúng ta được an nhiên, tâm của chúng ta được tươi mát, cho nên chúng ta không có buồn ngủ. Còn tâm của chúng ta không tươi mát là sẽ bị buồn ngủ. Cho nên từ chỗ đó là không tĩnh tâm tu tập, không chánh niệm tỉnh giác, mê lầm là thấy sợi dây thành con rắn. Tỉnh giác là phải thấy sợi dây là sợi dây, thấy con rắn là con rắn. Còn ai mà thấy sợi dây thành con rắn thì người đó không có tỉnh giác, người đó không có một cái nhìn đúng sự thật của sự vật. Từ cái nhìn không đúng sự thật của sự vật cho nên thấy sợi dây thành con rắn. Vậy luôn luôn tỉnh giác để khỏi mê lầm, làm đèn sáng, tức là giảng dạy kinh luật luận Phật pháp, điều lành lẽ phải để đưa đến đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là cái thành quả trên cái con đường tu tập của chính mình. Mà cái yếu tố, cái nguyên nhân, cái động cơ để đưa một con người, một cái chúng sinh từ đầu đường là khổ đau đến cuối đường là được giác ngộ, từ đầu đường là phàm phu đến cuối đường là bậc thánh, thì cái năng lực đó là phải tỉnh giác, cái năng lực đó là phải tích lũy công đức, cái năng lực đó là phải làm các hạnh lành, cái năng lực đó là phải giảng kinh luật luận, cái năng lực đó là phải học hỏi Phật pháp. Mà học hỏi Phật pháp, giảng giải kinh luật luận là cái yếu tố để đưa con người hành giả đến một cái kết quả tốt đẹp trên cái con đường tu chứng. Điều thứ bảy là thương chúng sinh thường bị sang tập, xỉm cuốn, làm như đục. Ta phải làm thế nào để khai hiểu cho họ, cho họ chứng được pháp thân thanh tịnh? Thưa quý đệ hữu, sang tập, xỉm cuốn có nghĩa là con người luôn luôn lúc nào, không phải là luôn luôn, nhưng mà con người có cái tính là tập đố, có cái tính là đấu tranh, có cái tính là hờn dỗi, là tranh chấp với nhau, là ganh đua với nhau, là tị hiềm với nhau, là tập đố với nhau. Không biết rằng không dám nói quý đạo hữu mà nói những người khác, không biết là những người khác có những cái tính đó không. Nhưng mà ở trong kinh Hoa Nghiêm đã nói điều thứ bảy là thương chúng sinh thường bị sang tập, xuống kiếm, xỉm cuốn. Tự nhiên cái thầy nói sai cái chữ xỉm cuốn, cái chữ đó nó hơi lắc léo một chút. Do vậy mà con người bị xỉm cuốn, bị tập đố, bị tranh chấp, bị đố kỵ với nhau, đó là một cái tính chất của con người, một cái tâm sở ác của con người, một cái ý nghĩ không được thuần thiện và thanh lương của con người. Trong cái cuộc sống này, tiếp xúc nhiều với con người, đi sâu vào trong đời sống của xã hội và thấy được cái tâm lý của mỗi con người, thì trong cái tâm lý của mỗi con người đó, trong cái đời sống của xã hội đó, có cái sự tập đố với nhau, có cái sự tranh chấp với nhau, có sự đố kỵ với nhau, có cái sự tị hiềm với nhau. Tị hiềm vì công ăn việc làm, tị hiềm vì người khác hơn mình, tị hiềm vì người khác giỏi hơn, tị hiềm vì người khác giàu hơn mình, tị hiềm vì vân vân và vân vân, nhiều vô số kể trong cái tâm lý con người đó. Và Đức Thế Tôn đã nhìn thấy được cái tâm lý của con người đó, cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng thương thay chúng sinh thường bị sang tập, xỉm cuốn, làm nhơ đục cái lòng của con người. Điều này giống như là một cái hồ nước. Mà nếu hồ nước đó chúng ta không bỏ bùn vào, chúng ta không bỏ đất vào, chúng ta không bỏ cái đồ dơ vào, thì kính thưa quý đệ hữu,
cái hồ nước đó nó sẽ được trong suốt. Nếu cái hồ nước đó mà chúng ta không đổ mực vào, nó nhuộm đen cái hồ nước đi, thì cái hồ nước đó nó sẽ được trong suốt. Và chúng ta nhìn từ trên mặt hồ xuống dưới đáy hồ, chúng ta thấy nào là ốc, nào là hến, nào là cua, nào là sỏi, nào là đá, nó nằm ở dưới đáy hồ. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập, mà nếu tâm của chúng ta được thanh lương trong suốt giống như mặt nước hồ kia, thì chúng ta sẽ thấy được tận cùng dưới đáy tâm thức của mình, nào là ăn chay, nào là niệm Phật, nào là ngồi thiền, nào là bố thí, nào là cúng dường. Và đồng thời những cái bố thí, những cái cúng dường đó là những hạt giống nó đang nằm ở dưới đáy tâm thức của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những hạt giống, mà hạt giống đó là hạt giống hoa hồng, hạt giống hoa sen, hạt giống cỏ cú, hạt giống gai móc mèo, nó lẫn lộn ở trong đó. Chứ không có nghĩa là ở tận cùng, ở dưới đáy tâm thức của những người Phật tử chúng ta hoàn toàn là hoa sen. Mà nếu ai trong chúng ta mà được hoàn toàn hoa sen, nếu ai trong chúng ta hoàn toàn được hoa vô ưu, hoa ưu đàm, thì đó là một điều tốt. Còn nếu mà có những sự lẫn lộn hoa vô ưu, hoa ưu đàm, hoa sen, nó lẫn lộn với những cái loài hoa khác, thì kính mong quý đệ hữu mỗi ngày chúng ta làm vườn, chúng ta nhặt lấy những cái hạt giống mà những cái hoa tạp nhạt đó ra, để chúng ta thuần có một cái đắc tâm, chúng ta thuần có một cái đạo tâm toàn là hoa sen, toàn là hoa ưu đàm, toàn là hoa trong ý nghĩa của Phật pháp. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng bị sang tham, xỉm cuốn, đố kỵ, tị hiềm, tranh chấp, quanh co, bủn xỉn làm nhơ đụng cái tâm tu của mình. Chúng ta chưa nói cái gì to lớn mà chúng ta thấy người ta siêng năng đi chùa, siêng năng tụng kinh, siêng năng ngồi thiền là sao thấy lòng của mình nó cũng xốn sang rồi đó. Đáng lý ra mình thấy người ta siêng năng đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, tu phước, thì mình sẽ sanh tâm hoan hỷ, tá trợ để làm cái động lực cho họ thăng tiến trên cái con đường tu tập mới đúng chứ. Mình thấy người ta siêng đi chùa, thấy người ta siêng ăn chay, thấy người ta siêng phóng sinh, làm các việc thiện, là mình thấy lòng của mình nó không vui rồi. Mà cái đó là cái tự tình rất là vi tế trong cái tâm thức của con người. Cho nên từ chỗ đó mà nó làm đục cái tâm tu của mình, nó làm đục cái tâm tu tập của mình. Do vậy mà người tu cái tâm phải trong sáng. Nếu mà cái tâm của mình không trong sáng thì mình không phải là người tu. Cái tâm không trong sáng đó như một anh chàng đi ở ngoài đường, nhìn vô một cái nhà đó, để ý ở nhà đó có cái gì đó, và đêm nay đến để lấy cái đó đi. Người cái tâm không trong sáng, sinh ra cái ý ăn cắp, sinh ra cái ý ăn trộm, sinh ra cái ý nói dối, sinh ra cái ý chơi bời lỏng lẻo, thì cái tâm đó không có trong sáng. Mà khi một người tu mà cái tâm không được trong sáng thì kính thưa quý đệ hữu, làm chướng ngại trên cái con đường tu tập. Vậy thì khi mà chúng ta biết được cái tâm không trong sáng nó làm chướng ngại cái con đường tu tập của mình, thì kính mong quý đệ hữu hãy cố gắng dọn dẹp, hãy cố gắng làm cho cái tâm của mình được trong sáng, để mình được thăng tiến lợi nhuận trên cái con đường tu tập. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng khai hiểu là mở bày để bảo vệ, chỉ bày
đốt lên cái ngọn đèn soi tỏ ở trong tâm. Cho nên các vị thiện hữu tri thức là những cái nhân tố rất quan trọng để tiếp trợ cho mình trên cái con đường tu. Nếu trên cái con đường tu tập mà mình không có người khuyến tấn, không có người khích lệ, không có người giúp đỡ mình, thì nhiều khi mình dễ vui, nhiều khi mình chủ quan, nhiều khi mình làm biếng. Nhưng nếu có một vị thiện hữu tri thức ở bên cạnh mình, hay là luôn nhắc nhở mình, thì mình tinh tấn ngồi thiền, mình tinh tấn niệm Phật. Cho nên trên cái con đường tu tập, Đức Thế Tôn giảng dạy rằng thiện hữu trí thức là những con người rất là quan trọng để yểm trợ cho mình trên cái con đường tu đó. Mà một cái câu nói bình dân của người Việt Nam của chúng ta, câu nói đó là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ăn cơm có canh nghĩa là sao? Ăn cơm có canh có nghĩa là chúng ta chan canh vào trong cơm để chúng ta dễ nuốt. Không có canh nhiều khi nuốt nó không trôi. Cho nên ông bà của mình nói ăn cơm thì có canh, mà tu hành thì có bạn. Mà chính tu hành là có bạn, thì đó là các vị thiện hữu tri thức, các người bạn lành để hướng dẫn, chỉ vẽ cho mình, yểm trợ cho mình, sắp tấn cho mình trên cái con đường tu đó. Vậy thì kể từ ngày hôm nay, quý đệ tử cố gắng tìm cho mình một người bạn, hai người bạn, mà người bạn đó là người bạn lành. Để chi? Để có việc gì mình chia sẻ với họ, để trên cái con đường tu tập mình còn học hỏi với nhau, còn chia sẻ với nhau. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy tự thân của mình hay tự thân của những người khác trên cái con đường tu tập cần phải có. Cho nên kính thưa quý đệ tử, trong đời sống nhà chùa, đối với quý thầy đó, và cùng ở chung với nhau, như Việt Nam của chúng ta ở một ngôi chùa như vậy là 20-30 vị, hay là ở Phật học viện cả hàng trăm chư tăng, và trong hàng đời sống hàng trăm chư tăng đó, thì thưa quý đệ tử cùng sanh tăng với nhau à, cùng ở với nhau à, cùng ăn với nhau à. Mà người nào mà làm những cái việc gì mà nó không đúng, thì cái người mà nằm ở bên cạnh phòng đó là họ biết ngay, đến giờ đi ăn là phải đi ăn, đến giờ ngồi thiền là phải ngồi thiền. Mà thưa quý đệ tử, không phải rằng đến giờ ngồi thiền mà mình nằm ngủ được đâu. Trong cái phòng mà chia ra, ngăn ra từng phòng, từng phòng, từng phòng cho các quý thầy ở đó, khoét một cái lỗ ở nơi cái vách phòng á, để chi? Để đến giờ đi canh thiền, các vị mà có bổn phận trách nhiệm đi canh thiền đó, đến để dõi mắt vô trong cái lỗ tròn tròn đó, coi thử rằng ông thầy ông ngồi ở trong cái đơn đó, ông nằm trong cái đơn đó, ông có ngồi thiền hay không, ông có tọa thiền hay không, hay là ông ngọa thiền. Mà nếu ông ngọa thiền là thế nào, một buổi sáng ăn cơm của ngày hôm đó là cũng sẽ bị lưu ý đến rồi ha. Ông lấy cái cục phấn, ông viết một cái con số vào trong cái phòng đó, là để ông nhớ cái phòng đó là số 1, cái phòng đó là số 2, hay là số 5, số 10, để ông biết là ai là người mà nằm trong cái phòng số 5, phòng số 10 đó, là biết hồi hôm ngọa thiền chứ không phải là tọa thiền. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình gặp lại các vị đó, dạ bạch tôn, dạ bạch thầy, ngọa cũng là thiền mà tọa cũng là thiền, chứ đâu có nghĩa là ngồi mới gọi là thiền, còn nằm không gọi là thiền đâu. Bởi vì đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, nghiêm trì giới luật thầy vẫn bên con mà. Thế thì đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, ngồi thiền, ngồi con cũng niệm Phật, mà nằm con cũng niệm Phật. Vậy thì quý ôn nói đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, nghiêm trì giới luật thầy vẫn bên con. Ngồi anh cũng nghiêm trì giới luật, mà nằm thầy cũng nghiêm trì giới luật, đi vân vân, thì tứ oai nghi đó luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác, luôn luôn lúc nào cũng tu, chứ không phải là ngồi mới tu, còn nằm thì không tu, như vậy là bị khuyết rồi đó. Ngồi cũng tu, nằm cũng tu, đi cũng tu, đứng cũng tu chứ.
nên các vị đi canh thiền mình nhìn vào trong cái lỗ khoét một lỗ tròn như thế này để coi thử rằng đêm hôm đó cái vị tăng sinh đó có ngồi thiền hay không. Nhưng mà thưa quý đạo, nhiều khi đi học suốt ngày ha, buổi sáng đi học, buổi chiều đi học, buổi tối về học bài, trời nó mệt quá, cho nên đêm hôm đó thôi lấy cái áo giật bình của mình treo bên trong che lại cái lỗ đó. Và các vị mà đi canh thiền nhìn vào đâu thấy đâu, tại vì cái lỗ đó đã bị che bởi cái áo của mình ở bên trong rồi, bởi cái y hậu bên trong rồi, cho nên các vị nhìn vào mới thấy. Còn chưa nói có những thầy chơi ngắn nữa, lấy cục giấy nhét cái lỗ đó nè. Thì đó là đời sống của anh em học tăng, mà nói đến thì nó nhiều lắm thưa quý đạo hữu. Bữa nào mà quý đạo hữu muốn nghe ha, mời quý đạo hữu về chùa Phật Đà, thầy sẽ nói cái đời sống tăng sinh từ khi mà còn làm điệu, đầu còn để chỗm, cầm chổi quét lá bồ đề, và cho đến ngày hôm nay có những vị đã trở thành các vị đại đức, các vị thượng tọa, các vị hòa thượng, và có những vị đã xả bỏ báo thân, đã về với Phật. Thì chỉ một chừng ấy thời gian không thôi mà không biết bao nhiêu sự thay đổi. Mà chính cái sự thay đổi đó, mà nếu chúng ta không ý thức, chúng ta không tỉnh giác, chúng ta không sống một cái lòng thanh tịnh với chính mình, thì quả thật rằng thưa quý đạo hữu, một đời sống con người nó chóng trôi qua lắm. Đừng nghĩ rằng 100 năm, đừng nghĩ rằng 800 năm là nó lâu. Thầy nhớ lại khi nào thầy còn để chỗ 10 năm hành điệu, đến giờ phút này soi gương lại, thấy đầu của mình không còn tóc, thấy tóc của mình không phải chỉ còn là một màu đen mà màu trắng, và bao nhiêu sương tuyết của thời gian nó đổ trên cái mái tóc này, và đến giờ phút này dường như gần hết cuộc đời rồi đó thưa quý đạo. Cho nên nói một đời người 50 năm, 80 năm, 100 năm hay hơn 100 năm, thưa quý đạo, thời gian qua nhanh lắm. Thoáng một thời gian là đời người trôi qua, nó không có lâu đâu. Nếu mà quý đạo hữu không tin thì để rồi coi, rồi một ngày nào đó cái thời gian đó nó cũng sẽ đến với mình. Nếu mà nó không đến sớm thì nó cũng đến muộn, và chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đều phải đón nhận cái thời gian đó hết. Không ai là người mà không đón nhận cái thời gian đó, dù đó là một em bé, dù đó là một anh chàng thanh niên, dù đó là một cụ già, tất cả đều giang tay đón nhận của cái thời gian đó sẽ đến với mình. Cho nên từ chỗ đó mà ở nơi đây Đức Thế Tôn nói rằng thương xót chúng sinh, phải cứu vớt họ ra khỏi cái sang tham, cái xiểm cuốn đó. Bởi vì cái sang tham, cái xiểm cuốn đó nó làm nhơ đục cái tâm tu của họ. Mà lòng từ bi của Đức Thế Tôn và lòng thương tưởng của chư vị Bồ Tát không đành nhìn thấy một con người mà cái con người đó tu tập hay con người đó không tu tập mà cái tâm bị vẫn đục. Thì đó là bổn phận trách nhiệm của các vị Bồ Tát, phải làm sao cho cái tâm của con người đó được trong sáng lại. Điều kế tiếp đó là thương chúng sinh mãi trôi chìm trong biển lớn sinh tử, ta phải vớt họ, đưa họ lên bờ Bồ Đề. Quý đạo hữu thấy không? Điều nào nói ra cũng đều mang đầy đủ ý nghĩa để cứu khổ. Chúng sinh cứ mãi trôi chìm trong biển đời sinh tử, ta phải làm sao cứu họ lên bờ sinh tử và đưa họ đến thành Niết Bàn. Quý đạo hữu, từ trước bây giờ có bao giờ nghe ai nói được một cái câu nói như vậy không? Hay là chúng sinh sinh tử là chúng sinh sinh tử,
mà không cần phải quan tâm, không cần phải nói. Chúng sinh sinh tử là chúng sinh sinh tử, mà không thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh là một nỗi khổ lớn. Mà nỗi khổ lớn đó là bổn phận trách nhiệm của ba đời chư Phật, của các vị đại Bồ Tát vong du trong cuộc đời này để độ chúng sinh. Bởi vì Đức Thế Tôn thì hiện vào đời chỉ có một cái mục đích tối hậu rõ ràng thực tế, đó là làm sao hướng dẫn, khích lệ, khuyến tấn con người tu tập để chấm dứt sự khổ đau, chứng thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có mục đích thứ hai nào hết, chấm dứt khổ đau để thăng tiến trên cái con đường tu tập và trở thành một đấng Thế Tôn. Đó là mục đích của đấng Thế Tôn thì hiện vào đời. Cho nên ở nơi đây thấy chúng sinh mãi trôi chìm trong biển đời sinh tử, ta phải vớt họ đưa lên bờ, rồi chỉ vẽ, giảng dạy, khuyến tấn họ tu tập để họ trở thành giác ngộ và giải thoát. Nếu mà bằng một cái lời nói thế thường, một con người nghèo đói, chúng ta có lòng thương, chúng ta đem cơm cho người đã, chúng ta đem bánh mì cho người đã, để họ được no, họ được ấm, họ được yên ổn. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, chúng ta đem cơm cho họ ăn, chúng ta đem bánh mì cho họ ăn, đó là một cái tình thương bình thường. Họ ăn một bữa cơm đó, họ no lòng trong ngày hôm đó, nhưng mà ngày hôm sau họ lại tiếp tục đói nữa. Chúng ta cho họ một chiếc áo để cho họ mặc, nhưng mà rồi chiếc áo nó rách đi và tiếp tục họ bị da buốt trở lại. Cho nên ở nơi đây Đức Thế Tôn và chư vị đại Bồ Tát là thấy chúng sinh đau khổ như thế đó, đói khát như thế đó. Chúng ta phải làm sao cho con người và chúng sinh đó không còn khổ, không còn đói khát, bằng cách là đem tinh thần giáo pháp để giảng dạy cho họ nghe, chỉ phương tiện cho họ tu, để cho con người và chúng sinh đó không còn đói khát, không còn bị sinh tử, không còn bị khổ đau nhẫn chìm trong cuộc sống. Thì đó mới là cái lời nói đại bi, cái lời nói cứu khổ, cái việc làm cứu khổ một cách đích thực. Cho nên quý đạo hữu đã nghe rằng cúng dường pháp là cúng dường tôi thân. Cúng dường pháp là cúng dường tôi thân. Chúng ta cúng dường pháp là đem tinh thần giáo pháp giảng dạy cho mọi người nghe, và mọi người sau khi nghe xong thực hành theo tinh thần giáo pháp đó, và họ thực hành theo tinh thần giáo pháp đó, họ được giác ngộ và giải thoát. Còn nếu mà chúng ta chia sẻ đời sống vật chất, điều này là điều cần làm chứ không phải là không cần làm, nếu theo đời sống của thế thường của xã hội. Nhưng mà chúng ta phải có một cái nhìn, chúng ta cho người ta một bữa cơm ăn, đến chiều họ cũng đói, ngày mai họ cũng đói. Cho nên từ chỗ đó chúng ta có thể đem cơm cho họ ăn, đem bánh mì cho họ ăn, đem nước cho họ uống. Nhưng trong khi đem bánh mì, đem cơm, đem nước cho họ uống, thì mình cũng đem tinh thần giáo pháp khuyến tấn con người đó, hãy cố gắng niệm Phật đi con, hãy cố gắng ngồi thiền đi con. Con ăn một bữa cơm này, con ăn một cái ổ bánh mì này, con uống một ly sữa này, nhưng đừng quên rằng cái ly sữa đó từ đâu mà có, đừng quên rằng cái bát cơm này từ đâu mà có, đừng quên rằng cái ổ bánh mì ăn được no lòng chiều hôm nay từ đâu mà có. Để chi? Để chúng ta nhớ ơn cái người mà làm ra bát cơm đó, người mà làm ra ổ bánh mì đó, để mà chúng ta cố gắng tu tập. Mà khi mà chúng ta cố gắng tu tập
thì cái sự khổ đau nó sẽ được giảm thiểu. Cho nên trong tất cả các cái phương thức bố thí thì bố thí pháp là bố thí tối thắng, bởi vì giáo pháp có khả năng chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Còn nếu chúng ta bố thí những vật chất thì đó là cái phương tiện của đời sống, cũng cần thiết, cũng nên làm. Nhưng cái bố thí đời sống vật chất nó chỉ giải quyết trong một cái khoảng thời gian nào đó mà thôi. Còn con người mê vẫn là mê, chúng sinh khổ vẫn là khổ. Điều quan trọng là chúng ta phải hoán chuyển họ. Chúng ta dùng cái phương pháp Phật pháp để cho tự thân của họ phải quán chiếu cái nỗi khổ trong đời sống vật chất thế thường đó, mà họ nỗ lực tu tập để trở thành một bậc thánh, thì đó mới là điều bố thí cụ thể và một cách tốt đẹp nhất. Cho nên Đức Phật ngài giảng dạy cúng dường pháp là cúng dường tối thắng là như vậy đó. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, tối thắng ở chỗ là chúng ta sau khi nghe pháp, chúng ta có thực tập giáo pháp hay không? Chúng ta nghe pháp rồi chúng ta có y cứ theo cái giáo pháp để chúng ta tu hay không? Còn nếu mà chúng ta nghe pháp để cho nó vui, thấy người ta đi nghe pháp mình cũng đi nghe pháp, rồi cuối cùng thưa quý đạo hữu, giống như là nước đổ lá sen, đổ bao nhiêu nó trôi tuốt luốt xuống dưới ao hết mà nó không dính trên lá sen chút nào. Dẫu biết rằng cái hình tướng là nó tuột nước xuống dưới ao hết, nhưng mà trong khi chúng ta nghe giáo pháp nó cũng còn tồn tại ở trong A Lại Gia Thức bằng những lời giảng dạy về Phật pháp chứ không phải là không. Nhưng mà thiết thực hơn nữa là chúng ta áp dụng cái đời sống của mình trên tinh thần giáo pháp đó thì mới là cụ thể, mới là đích thực là chúng ta đi nghe pháp. Và nói như thế đó, quý đạo hữu nói dạ thưa thầy, giờ này con buồn ngủ quá rồi, thầy cho con ngủ tí xíu đi cái đã, rồi sau đó con thức dậy con nghe tiếp. Dạ, nếu là phương tiện thì điều đó cũng là điều tốt thưa quý đạo hữu. Thà rằng chúng ta ngủ trong khi chúng ta nghe pháp còn hơn là chúng ta ngủ mà trong khi chúng ta làm gì đó thầy không biết. Vậy thì thưa quý đạo hữu, thương chúng sinh mãi trôi chìm trong biển đời sinh tử, ta phải làm như thế nào để vớt họ ra khỏi cái biển đời sinh tử đó và hướng dẫn họ thăng tiến trên con đường của một bậc thánh? Thứ chín là thương chúng sinh can cường, khó điều phục, ta phải điều ngự họ, điều phục họ thế nào để đưa họ đầy đủ những thần lực để chứng đắc quả thánh. Khi nói đến chúng sinh mà hồi nãy đã định nghĩa hai chữ chúng sinh là đa sinh tử, có nghĩa là nhiều cái đời sống và nhiều cái đời chết, hay là nhiều sự sống và nhiều sự chết, gọi là chúng sinh. Nhưng mà thưa quý đạo, chúng sinh là đa sinh tử là một nỗi khổ rồi, bây giờ nó cộng thêm cái can cường, nó cộng thêm cái khó điều phục nữa, thì lại là thêm một nỗi khổ thứ hai, thêm một nỗi khổ thứ ba. Một chúng sinh mà can cường, quý đạo hữu thử nghĩ rằng chúng sinh đó có hạnh phúc không? Chúng sinh đó có an lạc không? Và chúng sinh đó can cường thì cái sự can cường của chúng sinh đó, của con người đó, họ có làm người khác khổ không? Chính vì can cường, chính vì khó điều phục, khó điều phục nói họ là thôi tháng này con cố gắng ăn chay 10 ngày dùng cho thầy đi. Nhưng mà họ đâu có nghe đâu thưa quý đạo hữu. Và có người nói con đâu có giết hại chúng sinh, con đâu có làm điều gì ác đâu, có mà biểu con ăn chay. Mà nếu mà ai cũng nghe lời thầy giảng dạy rằng biểu con người, biểu Phật tử đều phải ăn chay hết vì thương xót con người và chúng sinh, cho nên một ngày nào đó cá ở dưới biển San Diego nó sẽ đi lên bờ của thành phố
trên những con đường của thành phố San Diego và xảy ra tai nạn xe cộ đó, thưa Thầy? Tại vì lúc nào Thầy cũng biểu ăn chay hết trọi, mà những chúng sinh ở dưới biển đó nó sống nhiều quá. Cho nên nhiều khi có những Phật tử nói đùa đùa vậy đó, Thầy biểu ăn chay thét cá ở dưới biển lên bờ nó đi chơi. Cho nên chúng ta thấy được rằng cái một phần tính chất của chúng sinh là can cường, nói không có nghe, không biết rằng có hay không. Nhưng mà quả thật khi tiếp xúc với những con người, khi tiếp xúc với cái đời sống của xã hội, thưa quý đạo hữu, chúng sinh can cường lắm, con người can cường, nói nó không có nghe, không có điều phục được, không có vâng lời được. Biểu làm việc thiện thì họ lại làm việc ác, trái ngược lại chơi vậy đó. Biểu họ ăn chay thì họ đi ăn mặn. Biểu họ làm các điều thiện thì họ làm điều ác, ngang ngược vậy đó. Cho nên những chúng sinh đó khó mà có nhân duyên để mà hóa độ. Như quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện là bà lão ở nơi một cái căn nhà ở nơi thành, ở nơi phía đông của thành Vương Xá. Mà thưa quý đạo hữu, cứ mỗi lần Đức Thế Tôn mang mình bát đi khắp thực, mang mình bát đi hóa độ trên cái con đường đó, mà từ xa mà bà lão thấy hình bóng Đức Thế Tôn đi lại gần bà chừng nào á, thì bà lại lẩn tránh đi chỗ khác mà không bao giờ đối diện với Đức Thế Tôn. Quý đạo hữu thấy can cường chưa? Thì đường Đức Thế Tôn đi thì Đức Thế Tôn đi, đường mình thì mình đi thì mình cứ đi. Tại sao khi mà thấy hình bóng của Đức Thế Tôn đi lại ngược chiều với mình thì mình lại lẩn tránh đi chỗ khác? Quý đạo hữu thấy can cường chưa? Quý đạo hữu thấy khó điều phục chưa? Mà Đức Thế Tôn cũng muốn hóa độ bà lão đó cũng không được, tại vì có gặp bà lão đâu có mà hóa độ. Từ chỗ đó mà chúng ta phải thấy được rằng chúng ta phải sống một đời sống nhu nhuyễn, chúng ta phải sống một đời sống tỉnh giác trên cái tinh thần giao pháp của Đức Thế Tôn. Mà chúng ta có sống trong cái tinh thần tỉnh giác thì quả thật rằng chúng ta mới gần gũi với Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta không sống một cái tinh thần tỉnh giác, một cái tinh thần tỉnh thức, thì chúng ta xa rồi Phật pháp đó. Phải nói là như vậy. Nếu đời sống của con người mà chúng ta không tỉnh giác, nếu mà chúng ta không có thức tỉnh, chúng ta không có một phần lớn nào đó để chúng ta chìm mình trong tinh thần giáo pháp, tắm mình trong tinh thần giáo pháp, thì quả thật rằng chúng ta xa rồi Phật pháp. Điều thứ 10 là thương thay chúng sinh như kẻ mù lòa chẳng thấy đường xá, ta phải dẫn dắt họ để thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Thương thay chúng sinh như kẻ mù lòa. Nhiều khi chúng ta có mắt mà giống như là chúng ta không có con người. Đáng lý ra chúng ta có con mắt, chúng ta thấy một con vật chết là chúng ta động lòng thương. Chúng ta thấy một dân tộc bị đọa đày lầm than là chúng ta có lòng thương. Chúng ta thấy một cái cuộc chiến tranh xảy ra bao nhiêu sự chết chóc, đau thương, thì chúng ta phải có lòng thương. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, trên thế gian này có những con người mà họ không có lòng thương đó. Mà họ đã không có lòng thương khi mà nhìn thấy một quê hương, một dân tộc nào mà bị tàn phá, bị đọa đày, thì họ lại càng thỏa mãn cái tham vọng của họ. Mà nếu giết người mà cái quê hương, cái dân tộc đó mà chưa hết thì họ không thấy thỏa mãn chút nào hết. Trong lịch sử chiến tranh trên thế giới, quý đạo hữu đã thấy điều đó. Có những người họ giết không phải 5 người, 10 người, mà họ giết cả hàng triệu người. Nhưng mà họ giết hàng triệu người đó, mà quý đạo hữu thấy họ có thỏa mãn với chính họ chưa? Chưa. Và họ nghĩ rằng họ phải giết hết cái dân tộc đó, họ làm cho dân tộc đó phải càng đau thương nhiều chừng nào thì họ mới thỏa mãn được cái tham vọng của họ, cái bá quyền của họ. Nhưng mà cái tham vọng của họ, cái bá quyền của họ cũng phát xuất từ nơi cái tham, cái sân, cái si,
như đã giảng dạy cho quý đệ hữu nghe và quý đệ hữu cũng đã biết. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng thương thay chúng sanh như kẻ mù lòa chẳng thấy đường xa, mà chính những con người đó quả thật họ không thấy đường xa. Họ đào một cái lỗ thiệt là to, một cái hầm thật là lớn để họ chôn mình ở dưới cái hố đó, ở dưới cái hầm đó một ngày nào đó. Cho nên Đức Phật nói rằng thương những kẻ mù lòa, vô minh chẳng thấy đường xa. Bây giờ Đức Phật, chư vị Bồ Tát làm như thế nào để cho họ mở mắt ra, họ thấy được những cái gì ở trong thế gian này, đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là đúng, đâu là sai, để cho con người đó, chúng sinh đó đi trên cái con đường thiện, tránh xa cái con đường bất thiện, làm các việc đúng và từ chối các việc sai, để hoàn thiện đời sống của mình trên cái con đường tu tập, giác ngộ và giải thoát. Đây là thập đại bi ngữ đối với chúng sinh. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, quốc độ nào cũng đều như vậy. Dùng đại bi ngữ mà tiếp trợ hóa độ chúng sinh. Từ trong quá khứ, Đức Thế Tôn đã dùng thập đại bi ngữ, đến hiện tại, đến tương lai, tất cả trên cái con đường hóa độ đó đều có thập đại bi ngữ để hướng dẫn, dìu dắt, thương tưởng con người, thương tưởng chúng sinh mà hóa độ, để họ từ giả đời sống của chúng sinh là đa sinh tử, để họ bước lên cái thềm của một bậc thánh và thăng tiến hơn nữa để trở thành một đấng Thế Tôn. Đó là những điều mà thập đại bi ngữ đã nói, và chúng tôi đã trình bày một cách tóm lược, khái quát một phần nào để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử, và cầu mong rằng khi mà chúng ta nghe được cái thập đại bi ngữ của đấng Thế Tôn, để chúng ta thấy được rằng cái lòng từ bi cứu độ của Đức Phật, cái bổn phận trách nhiệm của các vị đại Bồ Tát đối với cái sự mê lầm tâm tối của con người và chúng sinh, làm sao thắp sáng cái ngọn đèn từ nơi trong tâm thức của con người đó, của chúng sinh đó mà thăng tiến và tu tập. Vậy thì thập đại bi ngữ là lời nói cứu khổ của con người, chúng sinh theo như tinh thần của giáo pháp, và đây là một sự liên hệ giữa đời sống con người với nhau. Mặc dù cái sự liên hệ với thập đại bi ngữ là những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, nhưng đời sống thế thường của con người cũng không nằm ngoài cái sự cứu độ, cái sự ban vui cứu khổ đó. Thì đây là một ý niệm mà như từ đầu đã thưa với quý đạo hữu, đó là năng lực tha thứ là chất xúc tác. Năng lực tha thứ là chất xúc tác để xây dựng hạnh phúc cho người. Khi mà nói như thế đó thì quý đạo hữu nói tha thứ mà cũng phải có năng lực nữa hả? Nếu người không có năng lực, người đó không có tha thứ được. Người đó chấp chấp, người đó eo hẹp, người đó không có độ lượng thì người đó không thể tha thứ được. Cho nên đây là một ý niệm mà nó liên hệ đến cái lời nói đại từ, lời nói đại bi. Vậy thì năng lực tha thứ là chất xúc tác để xây dựng hạnh phúc cho người. Điều này ông A và ông B trái ý Phật lòng với nhau. Ông B có lỗi với ông A, và ông A nghĩ rằng ông A là người đúng, ông A là người có quyền hành. Mà nếu trong cuộc sống này những người có thế lực, những người là chủ nhân ông, những người
là làm lớn ở trong xã hội, hay dù lớn hay dù nhỏ mà có sự tương quan với nhau, nhiều khi xảy ra những điều không có bằng lòng với nhau, nhiều khi xảy ra những điều người này đúng, người kia sai, người này phải, người kia trái. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, nếu mà cái người mà có thế lực, cái người mà ông chủ mà mình phải, mà cái người làm công cho mình là trái, làm hư việc, mà nếu ông chủ là người có độ lượng thì ông chủ có thể sẵn sàng tha thứ cho người làm công. Nhưng nếu ông chủ không có độ lượng, mà chúng tôi sẽ trình bày tiếp theo, thì để từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái sự tha thứ nó phải có năng lực, mà cái năng lực tha thứ là cái chất xúc tác để tạo lấy hạnh phúc cho người được tha thứ. Nơi đây có 7 điều. Thứ nhất, tha thứ là sức mạnh của lòng nhân quan niệm theo xã hội. Thứ hai, tha thứ là sức mạnh của lòng từ quan niệm của đạo Phật. Thứ ba, tha thứ là sức mạnh của lòng bi quan niệm theo đạo Phật. Thứ tư, người biết tha thứ là hạnh phúc từ trong ta. Thứ năm, sức mạnh tha thứ là một ý thức sống bình an để có hạnh phúc giữa mình với người. Thứ sáu, người Phật tử hãy tu hạnh tha thứ để thấy hiện tại lạc trú. Và thứ bảy, ai cũng phải thực tập lòng nhân, lòng từ, lòng bi để thấy đời sống có nhiều tươi đẹp. Nếu trong cuộc sống mà không thực tập lòng nhân, không thực tập lòng từ, không thực tập lòng bi, thì dưới mắt mình sẽ không bao giờ thấy có người hiền thiện. Nếu không thực tập lòng nhân, nếu không thực tập lòng từ, nếu không thực tập lòng bi, thì dưới mắt mình toàn là những người trái ý Phật lòng, hận thù và chia sẻ. Cho nên ngang qua cái giảng bài này, thứ nhất, tha thứ là sức mạnh của lòng nhân quan niệm của đạo, của xã hội. Nếu người mà không có lòng nhân, người đó không thể tha thứ được. Anh mà có tha thứ, anh phải có lòng nhân. Lòng nhân tức là lòng biết thương người, biết hỷ xả, biết bỏ qua. Mà người mà có biết bỏ qua, người mà biết hỷ xả, người mà có biết cảm thông thì người đó mới tha thứ được. Còn người mà không có biết cảm thông, không có mở cái lòng của mình ra thì người đó không có tha thứ được. Mà đã không tha thứ mà lại càng ràng buộc nữa, nhỏ làm thành lớn, lớn làm việc lớn hơn. Cái điều đó không ra gì hết, không quan trọng cho lắm. Nhưng mà vì cái lòng của mình ích kỷ, lòng của mình tị hiềm, lòng của mình thù hận với người kia, cho nên từ cái việc nhỏ làm cho nó to ra, làm cho nó lớn lên, làm cho nó quan trọng hơn nữa, để thấy mình là quan trọng, để thấy mình là có thẩm quyền, có uy đức. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, khi mà mình có cái tâm lý đó là trước tiên mình khổ cái đấy. Mình phải suy tư như thế nào, mình phải nghĩ ngợi như thế nào, tâm của mình không được tịnh lạc, tâm của mình không được yên ổn. Tại vì mình suy tư, mình nghĩ ngợi, mình có kế sách, mình có cơ tâm, thì không thể có được sự bình an và hạnh phúc của chính mình trước đấy. Rồi cái người mà họ lo sợ khi mà họ có lỗi lầm với mình, thì là cái tâm lý thứ hai, họ cũng không được bình an và hạnh phúc. Vậy thì cả hai đều không có bình an và hạnh phúc. Vậy thì cái sự tha thứ của cái người mà làm chủ đó, của cái người mà có thế lực đó, của cái người cho là phải đó, đau khổ. Và cái người mà bị lỗi lầm đó là người đau khổ thứ hai. Vậy thì nếu chúng ta muốn xây dựng một đời sống bình yên và hạnh phúc cho tự thân của chúng ta trong đời sống hàng ngày, tương duyên, tương quan với nhau, giao tiếp với nhau, chúng ta phải nghĩ
cái việc tha thứ cho nhau là điều kiện cần và đủ. Nếu chúng ta có được cái công thức cần và đủ trên cái sức, trên cái năng lực tha thứ đó, thì tự thân của mình được bình an. Tự thân của mình không có cái gì phiền toái. Mà tự thân của người mình tha thứ cho họ, họ cũng được bình an và hạnh phúc. Cho nên tha thứ là sức mạnh của lòng nhân. Nếu người không có lòng nhân, không có thể tha thứ được. Điều thứ hai, tha thứ là sức mạnh của lòng từ, theo quan niệm của Đạo Phật. Người mà không có cái niềm vui, cái sự hỷ xả, cái sự hoan hỷ, người đó không có tha thứ được. Như mình Phật tử mình đi chùa, đâu có cái gì đâu, đến chùa gặp nhau, cái bà cụ đó nhiều khi bà nói sơ suất hay là như thế nào, một lời nói nó không có nhã nhặn lịch sự chút ấy, vậy mà cũng không hoan hỷ được cho nhau, vô lý không? Đồng là Phật tử với nhau mà, mình người đó có nói những điều gì mà khiếm nhã với nhau chút ấy, vậy mà không hoan hỷ với nhau được. Mà không hoan hỷ với nhau có nghĩa là không tha thứ với nhau. Mà không tha thứ với nhau là vì mình thiếu lòng từ, mình không có cái sự hoan hỷ ban bố cái niềm tình lạc đó cho người khác. Thứ ba, tha thứ là sức mạnh của lòng bi. Quan điểm theo Đạo Phật, bi có nghĩa là cứu khổ. Như hồi nãy giờ, như đã trình bày với quý đạo hữu là thập đại bi ngữ đó. Thấy chúng sinh khổ quá, bây giờ làm sao phải cứu cái nỗi khổ của chúng sinh, đưa lên thành niết bàn. Vậy thì ở nơi đây cũng vậy, mình phải tha thứ. Ở trong tinh thần của Đạo Phật là phải đầy đủ cái lòng từ, ý thức được cái lòng bi. Mà người có đầy đủ lòng từ và ý thức được lòng bi thì người đó mới tha thứ được. Nếu không có lòng từ, nếu không có lòng bi theo tinh thần của Đạo Phật thì người đó không thể tha thứ được. Tại vì cứ chấp trách ở nơi mình, chấp thủ ở nơi mình cho là đúng, chấp thủ ở nơi mình cho là có quyền thế, cho là có hợp lý. Còn người kia không có hợp lý, biểu làm sao tôi tha thứ được. Nhưng mà thưa quý đạo, định nghĩa thế nào là hợp lý và định nghĩa thế nào là vô lý? Có những người vì một phương tiện nào đó họ vi phạm giết người, nhưng mà sự giết người đó là để mong cầu họ thành Phật vì cái lời giảng dạy của thầy của họ, và họ tin tưởng như vậy, có một niềm tin như vậy đó, cho nên họ làm cái chuyện không đúng. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, cái tâm của họ lúc nào cũng nghĩ đến cái con đường là họ sẽ thành cái quả vị tốt như thầy của họ đã giảng dạy cho họ, là đi giết người là sẽ được thành đạo. Như cái trường hợp của Angulimala, của anh chàng vô não. Anh chàng vô não là một con người mà nỗ lực tu tập, có một cái tâm thuần hậu. Vì cái tâm thuần hậu và cái tâm mong cầu tu tập để trở thành một bậc thánh, chứ không phải là có cái tâm giết người. Nhưng mà vì một cái nỗi hờn giận, ghen tức, do người vợ của cái vị thầy của Angulimala đến nói với chồng của mình, để chồng của mình bày ra một cái phương thức như đó, mục đích là để giết Angulimala, giết anh chàng vô não, vì một cái ý tình cảm riêng tư của mình. Mà thầy của Angulimala nghe vợ mình nói như thế đó, thương vợ, vì thương vợ cho nên bảo Angulimala đi làm cái chuyện giết người. Đi làm chuyện giết người là bị vua bắt, là người ta sẽ giết lại. Đó là mục đích để giết chết Angulimala. Nhưng Angulimala không chết, mà nhờ sự giảng dạy hóa độ của Đấng Thế Tôn hiểu được cái con đường tội lỗi của mình, mà đoạn trừ cái tâm ô nhiễm đó, và cuối cùng Angulimala trở thành một bậc thánh. Vì
Cho nên thưa quý đạo hữu, trong đời sống hàng ngày chúng ta va chạm với nhau, mà va chạm với nhau là không thể không có lỗi lầm với nhau. Mà nếu khi chúng ta va chạm với nhau, chúng ta có lỗi lầm với nhau mà chúng ta không biết tha thứ với nhau, làm sao chúng ta có thể xây dựng hạnh phúc cho nhau? Khi mà chúng ta cố chấp, chúng ta không tha thứ với nhau là tự thân của mình đã không có hạnh phúc rồi. Cái người mà lỗi lầm với mình, có lỗi với mình, họ lại là người không có hạnh phúc thứ hai. Cho nên chúng ta cần phải có lòng từ, chúng ta cần phải có lòng bi để chúng ta tha thứ cho nhau, cùng xây dựng cho nhau có hạnh phúc. Thứ tư, người biết tha thứ là hạnh phúc có từ trong ta. Khi mà chúng ta đem cái tâm niệm tha thứ người đó, thôi anh đừng có suy tư gì nữa hết, cái việc làm của anh tôi đã hiểu rồi, tôi tha thứ cho anh, và anh cũng nên sống một cái thời gian khuây khỏa đi, đừng nghĩ ngợi gì đến cái chuyện đó nữa hết. Hai anh em mình bằng lòng hiểu nhau, thông cảm với nhau, tha thứ với nhau, thì kính thưa quý đạo hữu, đó có phải là có cái hạnh phúc từ trong ta không? Cái năng lực tha thứ là xây dựng hạnh phúc cho chính mình và xây dựng hạnh phúc cho người khác. Mà hạnh phúc đó là có từ trong mình, chứ không phải là có từ ở bên ngoài nó vào. Tại vì mình suy tư, mình ý thức được cái điều lỗi lầm đó, cái điều không đáng đó là từ nơi sự suy tư của mình. Mà mình suy tư cái điều lỗi lầm, cái điều không đáng nó làm cho mình phải buồn phiền. Bây giờ bỏ, mà mình bỏ cái sự suy tư phiền não đó, thì hạnh phúc có từ trong mình, thưa quý đạo hữu. Kể từ ngày hôm nay, nếu mà ai có lỗi lầm gì với quý đạo hữu, nếu mà ai có làm cái điều gì mà không đúng với quý đạo hữu, xin quý đạo hữu hãy thực tập tâm từ và tâm bi để chúng ta xây dựng hạnh phúc cho nhau. Quý đạo hữu có hoan hỷ bằng lòng không? Ai hoan hỷ bằng lòng thả một bóng cho thầy coi. Điều thứ năm, sức mạnh tha thứ là một ý thức sống bình an để có hạnh phúc giữa mình với người. Bởi vì sức mạnh của tha thứ là năng lực để tạo dựng sự bình an và hạnh phúc. Mà nếu mà chúng ta chấp chặt, chúng ta cố chấp, mà chúng ta không có biết hỷ xả, chúng ta không có tha thứ cho nhau, thì chúng ta không có hạnh phúc và bình an chút nào hết trơn. Khi mà chúng ta đi ra, chúng ta gặp nhau, chúng ta nhìn nhau bằng 1/4 con mắt. Khi chúng ta đi vô, chúng ta không biết tha thứ cho nhau, chúng ta nhìn nhau bằng 1/4 con mắt, mà không bao giờ dám nhìn thẳng mặt với nhau để nói lời cảm ơn và chúc lành cho nhau. Vậy thì chúng ta muốn có cái lời nói cảm ơn, chúng ta muốn có cái lời nói chúc lành cho nhau là chúng ta phải biết tha thứ cho nhau. Người vợ tha thứ cho chồng, người chồng tha thứ cho vợ, người mẹ tha thứ cho con và người con tha thứ cho cha, thì quả thật rằng đó là giá trị hạnh phúc và bình an có từ ở trong ta để xây dựng cho ta một đời sống an lành và hạnh phúc. Cho nên sức mạnh tha thứ là một ý thức sống bình an. Nếu chúng ta không biết tha thứ, chúng ta khó mà có một cái đời sống bình an. Bởi vì tâm của chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ về vấn đề đó, tâm của chúng ta lúc nào cũng bức rứt về cái vấn đề đó, cũng lo nghĩ cái vấn đề đó, thì làm sao có được sự bình an. Cho nên thưa quý đạo hữu, điều thứ năm là sức mạnh tha thứ là một ý thức sống. Mà ý thức sống đó là ý thức sống của bình an. Mà có bình an là có hạnh phúc giữa mình với người được tha thứ. Điều thứ sáu, người Phật tử hãy tu hạnh tha thứ để thấy hiện tại lạc trú. Thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu đã nghe đến điều thứ sáu rồi. Quý đạo hữu có tu cái hạnh tha thứ cho nhau không? Cầu mong rằng quý đạo hữu hãy tu cái hạnh tha thứ. Đừng nói rằng tu một cái gì to lớn
là thành Phật thành Tổ liền ngay bây giờ. Mà chúng ta tu cái hạnh tha thứ, ta hiện tại lạc trú, có nghĩa là chúng ta vui vẻ, chúng ta ở ngay bây giờ. Mà làm sao chúng ta vui vẻ, chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc ngay bây giờ khi mà mình đối diện với cái người mà họ có lỗi với mình, họ bằng lòng với mình, họ gây thù với mình, họ kết oán với mình, thì làm sao có hiện tại lạc trú được. Cho nên người Phật tử hãy cố gắng tu tập hạnh tha thứ. Mà nếu chúng ta có tha thứ được cho nhau thì chúng ta mới là thiện hữu tri thức với nhau. Nếu chúng ta có tha thứ được cho nhau thì chúng ta mới là đạo hữu của nhau. Nếu chúng ta có tha thứ được cho nhau thì chúng ta mới xứng danh là Phật tử, con của Đấng Thế Tôn. Còn con của Đức Phật, Đức Phật là đại từ, đại bi, đại trí, đại đức, đại hùng, đại dũng, nhiều cái đại lắm. Còn con của Phật sao mà cũng đại, nhưng mà đại gì? Đại giận, đại sân, đại tham, đại sân, đại si. Thì quả thật rằng không có đúng trên cái ý nghĩa. Nhưng mặc dù thầy nói để cho nó vui vậy thôi, chứ còn những người nam nữ cư sĩ Phật tử, thưa quý đạo, thầy đi nhiều lắm, thầy tiếp xúc với nhiều cái hạng người, ngang qua các ngôi chùa, ngang qua các tự viện. Thành thật mà thưa với quý đạo, những người nam nữ cư sĩ Phật tử, họ có một cái tấm lòng thuần hậu đối với Phật pháp. Mà ngang qua những mùa hạ an cư năm nay, thầy an cư ở nơi San Jose, an cư ở nơi Santa Ana, an cư ở nơi Canada, về an cư ở nơi Philadelphia, bay qua an cư ở nơi Minnesota, bây giờ ngồi đây để hậu chuyện với quý đạo hữu. Ngang qua những trường hạ đó, mặc dù ở nơi đây chỉ an cư có 10 ngày mà thôi, nhưng mà quý đạo hữu biết được không, cái tinh thần ngoại hộ của những người nam nữ cư sĩ Phật tử ở các trường hạ đó, không biết phải nói như thế nào cho nó đúng, nhưng cái tấm lòng phụng sự của quý đạo hữu thật là dễ thương, thật là thành kính, thật là thuần hậu, một lòng hộ pháp cho những cái trường hạ đó. Mà trường hạ nào cũng có những người nam nữ cư sĩ Phật tử tốt như vậy hết, tụng kinh một cách siêng năng, ngồi thiền một cách nghiêm túc, mà còn yêu cầu quý thầy nói dạ quý thầy hãy tụng kinh thêm một buổi nữa, dạ thưa thầy hãy thuyết giảng cho tụi con nghe thêm một thời nữa. Mà Canada cũng có, San Jose cũng có, Santa Ana cũng có, Philadelphia cũng có, Minnesota cũng có. Thành thử ra có ai đi, có ai tham dự mới thấy được cái tấm lòng tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta ở nơi hải ngoại này. Cho nên chúng ta thấy được rằng thời gian cách Phật lâu xa, mà chúng ta thường nghe nói rằng vào thời mạt pháp, nhưng cho đến bây giờ gần 3.000 năm rồi đạo Phật có mặt ở trên thế gian này, nói trong cái thời gian hiện tại này thôi, nhưng mà cái tấm lòng tu học của những người nam nữ cư sĩ Phật tử có mặt đâu. Bây giờ đi đâu quý đạo hữu cũng nghe pháp được. Điện toán bây giờ, internet bây giờ là một cái điều kiện thuận lợi và gần gũi nhất đối với chúng ta. Và cái sự học hỏi Phật pháp ngày hôm nay nó rất gần gũi với quý đạo hữu. Cho nên giờ nào quý đạo hữu cũng nghe pháp được, ngày nào quý đạo hữu cũng học Phật pháp được. Chừng đó
đã tạo thành một cái nhân duyên, một cái điều kiện mà quý đệ hữu càng gần gũi với Phật pháp hơn, chứ không thấy mạt pháp chút nào ở trên hết rồi. Đi tới đâu thấy Phật tử tu tập một cách đông đảo, đi tới đâu Phật tử tu tập một cách siêng năng tinh tấn. Mà tụng kinh ngày ba thời, quý đệ hữu nói dạ thưa thầy, dạ cho tụng thêm thời nữa đi. Giảng một ngày hai thời, buổi sáng thời, buổi chiều thì tụng kinh, buổi tối thời nữa. Nói dạ thưa thầy chưa đủ, thầy hoan nghỉ giảng thêm cho thời nữa đi. Đúng là đúng đồng tiền bát gạo. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tấm lòng tu học của những người nam nữ cư sĩ Phật tử ngày hôm nay tinh tấn, tốt đẹp, ý thức được mình là một người Phật tử hộ pháp, học hỏi những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chính mình. Thưa quý đệ, cho nên điều thứ sáu là người Phật tử hãy tu hạnh tha thứ để thấy hiện tại lạc trú. Và cuối cùng là thứ bảy, ai cũng phải thực tập lòng nhân, lòng từ, lòng bi để thấy đời sống có nhiều tươi đẹp. Còn nếu ai trong chúng ta mà không có lòng nhân, không có lòng từ, không có lòng bi thì người đó sẽ bị khô héo, giống như là cái lá cây lau bước ra khỏi cái thân cây lau. Quý đệ biết cây lau không? Không biết cây lau. Cây lau mà theo như cái lịch sử của dân tộc Việt Nam là Đinh Bộ Lĩnh cắt cây lau, cắt bông lau làm cờ tập trận mà. Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Bộ Lĩnh là ai? Là Đinh Tiên Hoàng, phải không? Phải không? Cho nên nếu người nào mà không thực tập lòng nhân, không có lòng từ, không có lòng bi thì quả thật đời mình sẽ bị héo úa, giống như là cái thân cây lau bước ra khỏi cây lau. Còn người nào mà có lòng nhân, người nào mà có lòng từ, người nào mà có lòng bi thì người đó sẽ được tươi tắn và đời sống có được bình an và hạnh phúc nhiều ý nghĩa. Đó là những điều mà muốn trình bày với quý Phật tử trong buổi thuyết giảng hôm nay. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý đệ hữu và kính chúc quý đệ hữu một đêm ngủ thật.